Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe hatchback. Đó chính là chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2 bản đủ quý vị các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2019 phiên bản số sàn, lăn bánh được hơn 7 vạn km rồi. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 283 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm. Với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 hatchback số sàn 2019 này, thế liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Hiện nay thì tại cửa hàng chúng tôi đang có rất nhiều mẫu xe i10 thì chúng tôi đang có từ đời 2014, 2015, 2016, 2017 cho đến 20 các bạn nhé. Và đầy đủ cả phiên bản hatchback sedan cũng như là phiên bản số tự động, số sàn đều đầy đủ hết rồi. Cho nên là quý vị và các bạn nào mà qua cửa hàng chúng tôi thì có thể được tham khảo nhiều các mẫu xe i10 các bạn nhé, nhiều bản khác nhau. Đấy, chúng tôi đang để rất là nhiều tại cửa hàng đây ạ. i10 đây đang rất là nhiều luôn các bạn nhé. Cho nên là quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến xe thì đừng vội quan tâm về giá mà hãy đến xem xe và lái thử trực tiếp những chiếc xe tại cửa hàng chúng tôi đã. Quay lại với chiếc xe Hyundai Grand i10 2019 hatchback số sàn mà ngày hôm nay tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn đây ạ. Nhìn về cái phần bonnet sốc trước của chiếc xe rất là đẹp luôn các bạn nhé. Chưa có bị đâm va gì cả này, tất cả đều rất là đẹp. Và ở cái phiên bản đủ thì các bạn biết rồi đấy ạ. Nhìn bên ngoài là chúng ta biết ngay đó là la răng đúc mặt phay. Đấy. Và dàn lốp còn rất là dày luôn quý vị các bạn nhé. Đây, dàn lốp còn rất dày luôn này. Lốp xe rất là mới này. Nhìn về đằng sau thì quý vị các bạn thấy đấy ạ. Xe cũng đã được trang bị là camera lùi này, cảm biến lùi rồi các bạn nhé. Đấy, phiên bản này là phiên bản đủ, xe cũng đã được lên màn hình Android, camera lùi, cảm biến lùi. Và nhìn ra cái cụm đèn hậu này cũng rất là đẹp này. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Phần nước sơn, nước sơn sườn bên lái này cũng còn nguyên zin của xe, còn rất là nhiều luôn mà nhé. Sơn zin còn nhiều, chưa có bị đâm va gì cả, cho nên là cái nền nó đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Dàn lốp thì còn rất là dày. La răng đúc mặt phay. Đấy, dàn lốp đây các bạn xem này, rất dày luôn. Cụm đèn pha cũng còn rất là mới này. Đèn pha này. Đấy, phiên bản đủ thì xe cũng đã có sẵn là đèn gầm rồi các bạn nhé. Rất đẹp luôn các bạn ạ. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe. Gương chiếu hậu thì gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Phiên bản đủ thì mới có khóa thông minh các bạn nhé, phiên bản thiếu là không có khóa thông minh đâu. Táp bi cánh cửa này, keo chỉ cánh cửa bên lái này. Đấy, táp bi rất đẹp luôn. Đồng hồ công tơ mét này, 7,7 vạn các bạn ạ. Bản đủ thì đã có là la răng, xin lỗi các bạn, là vô lăng bọc da này, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Ở cái bản đủ này nó mới có các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Nội thất thì ghế da rồi này, nội thất ghế da hai màu. Đây là cái tem của nhà sản xuất đây các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2019 này. Đấy, 2019 này, rất là mới luôn. Và đây là cái phần táp bi cánh cửa phía sau bên lái này, thì keo chỉ cũng còn nguyên zin này. Táp bi rất đẹp luôn, nội thất rất là mới. Nội thất da hai màu rất là đẹp, đỏ đen kết hợp đỏ đen rất là đẹp luôn bạn nhé. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cốp sau. Cốp sau của chiếc xe đây các bạn nhé. Từ ốc cốp sau còn nguyên zin này. Keo chỉ cốp sau nguyên zin luôn. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu các bạn nhé. Tất cả là đều nguyên zin và rất đẹp này. Nội thất bên trong này rất là mới này. Những cái khoang cốp sau này cũng đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, khoang cốp sau đều rất đẹp này. Lốp xe cua cũng còn mới này. Đấy, và nhìn đằng trong này đều đẹp luôn các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Đấy, kích đồ nghề này. Đấy, lốp xe cua mới.
một chiếc xe rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Và đây là cái phần táp bi cánh cửa phía sau bên phụ này, từ keo chỉ cánh cửa còn nguyên zin này. Táp bi rất là đẹp này, đấy, tép đi nhìn những cái bậc cửa này là đã thấy là rất là đẹp này, không có bị xước sát gì cả các bạn nhé. Ghế da thì rất là mới rồi. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này, bấm tay kể cả cánh trước bên phụ. Đấy. Keo chỉ cánh cửa cũng còn nguyên zin hết này. Táp bi cánh cửa đây đều đẹp nhé, toàn bộ từ táp bi cho đến táp lô đều rất đẹp này. Vô lăng, cần số này, tay phanh này, đấy, đều rất là mới này. Màn hình Android rất là xịn này, camera rất nét này. Tôi đang để số lùi, nó soi lại ở camera. À, cái này là camera trước các bạn nhé. Đang chạy cái camera trước, màn hình này rất là xịn rồi này. Tích hợp cả cam hành trình, đấy, cam lùi này, cam trước này, đều có hết luôn. Quay được cả cam trước, cam sau này. Đang quay đấy các bạn nhé. Đấy, cái màn hình xịn này. Và chiếc xe này thì chủ xe rất là cẩn thận các bạn ạ. Nhìn là biết được là chủ xe cẩn thận là vì chủ xe cũng đã phủ táp lô này. Đấy, những người nào mà mua xe mà thấy những chiếc xe nào mà đã có những cái này nhá, là biết được ngay là chủ xe cẩn thận. Người ta sợ bị bạc táp lô. Đấy, cho nên là che được cái này là cái bên trong nó mới lắm. Đấy, bên trong rất mới luôn. Đấy, rất đẹp luôn các bạn nhé. Chìa khóa còn nguyên hai chìa các bạn này. Khóa thông minh, chìa khóa đầy đủ nguyên hai chìa nhé. Nội thất ghế da này, bậc cửa này, rất đẹp luôn. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần động cơ. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Grand i10 2019 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.2 lít. Đấy. Kết hợp với hộp số tay 5 cấp quý vị các bạn nhé. Đấy, và động cơ rất là đẹp các bạn xem nhé. Đây, động cơ đều rất đẹp luôn này. Đấy, động cơ đẹp, ốc nguyên zin này. Đấy. Ốc cabo còn nguyên zin này, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đấy, keo chỉ là đều nguyên zin hết này. Ốc cabo nguyên zin này, ốc tai nguyên zin hết luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn chiếc xe Hyundai Grand i10 hatchback số sàn sản xuất năm 2019 này nhé. Chúng tôi đang bán với giá là 283 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để đến chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang đến từ kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trong người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.